khả ba đăng samadhiyami, con xin vâng dự điều học là có ý đánh xa sự dễ uống rượu và cái chất sai. Panatipata viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng dự điều học là quý ý chánh xa sự sát sanh. Adinadana viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trộm cắp. Kame sumichachara viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự tà dâm. Musawada viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối. Sura meraya macha pamadathana viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dỗi uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badane sa thuk ang katawa ap mamadena nicha kalang sammarakitappang, chư thiện cho nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên dí vui. A ma phan tê dạ xin vâng. Sĩ la na su ga tân nhân tì, sĩ la na phô ga sa ba đa, sĩ la ni ni pô tân nhân tì, ta sĩ ma sĩ la ngu sô tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi đời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì dễ luật được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong rùng còn xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hằng Từ Bi Hoan Hỷ, thay mặt cho đại đức tăng truyền cam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo, tụng kinh thọ trì quy giới, phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con là quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quý giới, Avatthana xin được nhận lại cho Sít MC Nhật Huỳnh. Mà kính mời Sít Nhật Huỳnh nhé. Dạ, sa thú kính cảm ơn Minh Avatthana. Dạ, cảm ơn Sít Cạn Đồng, cả Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Còn thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ, cảm ơn Châu Phan, cả Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. Còn thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, để đức Tịnh Đạt, để đức Tùy Đức cùng chư thông đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Huỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Huỳnh kính chào Huỳnh Avatthana, kính chào Pháp Duyên, kính chào Chanh Đá Đá, mến chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, kính chào Xin Ngồi Nghe, mến chào Sức Rạng Đông, kính chào Nha Văn, Gia Nhân Răng Rụng, mến chào Châu Khoan, kính chào Ai Kêu Em Đó, kính chào Sức Sương Mai, mến chào Sức Tự Mẫn, kính chào Xuân Lan, mến chào Thi Na, mến chào Cẩm Vân, kính chào Ai Kim. Mến chào Sư Tâm Phương, kính chào anh chị Phan Quang Liêm và mến chào Sư Thành Kiểm. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức
Một mình kính chào đạo tràng. Dạ, mến chào Thích Trần Đạo và vào đạo tràng. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Lành là từ bi hoan hỷ đại mặt chư tôn đức tăng truyền trao tăng quy ngũ giới đến hàng phật tử của chúng con. Nhiều Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Quỳnh Quá Thanh Á đã thay mặt đạo tràng để bái tâm bảo và thọ trì quy giới. Nhiều Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Trạng Đông đã mở rung và cho nghe bài pháp của sư Tại Khanh. Và bây giờ thì kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta thỉnh đức tịnh đạt bên điều họp chương trình ngày hôm nay ôn bài câu pháp quốc kinh 41 đến 43. Nam mô Bụt Ha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Ha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Ha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Samma Sambuddha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc giả ngày giờ chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ, đó là Nhôm Kiều Sẵn Như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ chắc vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Ha Dạ, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình ôn bài ngày hôm nay. Dạ, nhân kính chúc đạo tràng một buổi ôn bài được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con kính lễ chư tăng thường tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức cùng tất cả quý vị có mặt tham gia diễn đàn pháp cú kinh ngày hôm nay là ngày chủ nhật ngày 29 tháng 8. Và cảm ơn quý vị cho biết âm thanh tín hiệu tốt ạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục buổi ôn tập cuối tuần với cái bộ sách là Kinh Pháp Cú, thuộc về tiểu bộ Tạng Kinh. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục ôn lại phẩm thứ 3 trong 26 phẩm tâm, với 4 câu kệ ngôn 41, câu 42 và câu 43. Và hôm nay quý vị chúng ta tham gia diễn đàn đông đủ quá, rất là hoan hỷ. Hy vọng rằng các vị sẽ tranh thủ cái thời gian để mà cùng nhau ôn tập một cách đầy đủ nhất có thể. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi ôn tập. Trước khi bắt đầu thì tình này cũng xin cung thỉnh chư tăng và tất cả quý vị chúng ta cùng nhau lễ bái tam bảo. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi
Sakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Và một lần nữa Trinh Đàn xin kính chào toàn thể quý vị. Trước khi đi vào cái việc chúng ta cùng nhau ôn tập cuối tuần ngày hôm nay thì Tịnh Đàn sẽ đọc lại ba câu kệ ngôn pháp cú này, số 41, số 42 và số 43, cả Pali và phần tiếng Việt, mỗi câu sẽ đọc hai lần. Dạ, quý vị đã sẵn sàng. Chúng ta nếu mà có được cái tài liệu trước mắt hoặc là trên màn hình thì chúng ta cố gắng để mà đọc theo hoặc là dò theo. Dạ, quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu cho cái giờ ôn tập. Câu ngôn cú số 41. Ang wayang tu pa winasati chutho abeta winyano nirathang wakanga tirang tes chutho abeyano nirathang wakalingkarang. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức. Cây thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Câu số 42. Diso di sang yang tang ka yi ra we ri wa ba na we ri nang mi cha ba ni hi tang chi tang ba bi yo nang ta to ka yang tang ka yi ra we ri wa ba na we ri nang Mitya bani tang chitang pabiyo nang tato kare. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Câu số 43. Na tăng ma ta bi ta ca di ra anye wa bi cha nhà ta ca samma ba ni hi tăng tăng Saya so nang tato kare. Na tang mata pita kajira anye wabi cha nyataka sama parihi tang cittang saya so nang tato kare. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Sa thú, sa thú. Và kính thưa quý vị, vừa qua thì chúng ta vừa cùng nhau đọc ôn tập lại ba câu kệ ngôn pháp cú
bút số 41, 42 và 43, phẩm thứ ba, phẩm tâm trong bộ kinh Pháp Cú Kinh thuộc tiểu bộ kinh. Qua ba câu kệ ngôn Pháp Cú này thì chúng ta sẽ có cái phần tóm tắt duyên sự tương đương như là câu kệ ngôn số Pháp Cú số 41 liên quan tới cái duyên sự của Đại Đức Tích Xá. Đại Đức Tích Xá này có một cái biệt danh tên là Bhutigata, trong đây gọi là thúi thay, Bhutigata Tích Xá. Câu số 42 liên quan đến một cái câu kệ tích duyên sự, đó là liên quan đến Tích Nanda chủ trại bò. Và Nanda thì chúng ta có từng biết đó là em cùng cha khác mẹ với lại Đức Phật. Thì ở đây có chú thích thêm là Nanda bò. Tích truyện câu thứ 43 liên quan đến tích truyện Đại Đức Tu Lệ Gia. Tu Lệ Gia là từ phiên âm của cái từ Pali Soriya, nhà Soriya, Đại Đức Soriya. Câu chuyện này rất là đặc biệt. Tình Đạt nhớ không lầm thì đã một lần trình bày với quý vị ý nghĩa duyên sự và ý nghĩa câu kệ ngôn này liên quan đến công tử Soriya, cái người mà biến đổi từ nam thành nữ, nữ thành nam. Yeah. Đó là ba câu kệ ngôn Pháp Cú mà chúng ta sẽ ôn tập ngày hôm nay và liên quan đến ba câu chuyện tích truyện duyên sự. Và tiếp theo đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để mà cùng nhau chọn một câu, chúng ta lên chúng ta đọc phần Pali, phần tiếng Việt và phần duyên sự. Mong rằng qua cái phần ôn tập này chúng ta sẽ có được nhiều cái lợi ích. Thứ nhất đó là nhớ lại những cái gì liên quan đến cái bài học mà chúng ta đã từng được nghe, và lần này thì chúng ta ôn nhắc lại. Thứ hai đó là giống như các vị ở những cái phương xa thì là bắt đầu cho một ngày mới với cái thiện sự đọc lại kinh lời Phật dạy. Đối với những vị ở Việt Nam thì đây là những cái thiện sự làm trong cái buổi cuối cùng, cuối ngày. Đó là những cái điều rất là tốt đẹp, bắt đầu một ngày mới bằng những thiện sự và kết thúc một ngày cũng bằng những cái thiện sự. Thì bây giờ sẽ mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau để ôn tập ba câu kệ ngôn Pháp Cú này. Dạ, thấy có cô Rạng Đông đã giơ tay, xin mời cô Rạng Đông sẽ bắt đầu ôn tập ạ. Dạ, tình này xin xuống mic. Sa thú, con thành kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 41. A chi rằng qua ta dằn cà dù ba tha vinh na thiết sát sa tí chu thổ a bề ta vinh nhà nô ni ra thằng qua ca linh ga rằng a chi rằng qua ta dằn cà dù ba tha vinh na thiết sát sa tí chú thổ a bề tha huynh nhà nô ni ra thằng quá ca linh ga rằng không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất vì dứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất vì dứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Dạ,
Kính cảm ơn Huynh Pháp Tha Ná và chị Nhật Huynh đã có xoài. Con xin đọc duyên sự. Một vị trưởng lão tên là Theratissa, Ngài siêng năng thiền định và có nhiều học trò, nhưng Ngài bị đớn đau phiền não vì một căn bệnh. Những mụn nhọt nổi lên khắp người của Ngài, và rồi những mụn nhọt đó lớn dần. Sau đó, những mụn nhọt dở ra, toàn thân Ngài lở loét, y của Ngài dơ bẩn và hôi hám. Những vị đồng tu gọi Ngài là Putigatatissa, toàn thân hôi thối, họ đã bỏ rơi Ngài. Thậm chí những người học trò của Ngài cũng bỏ rơi Ngài, không ai muốn đến gần Ngài. Đức Phật đã nhìn thấy tình trạng của Ngài, thấy rằng Ngài sắp chết, nhưng Ngài cũng sẽ đắc quả A-la-hán ngay sau đó. Do đó, Đức Phật đã đến nhà bếp, nơi trưởng lão Theratissa ở. Đức Phật nấu nước sôi rồi đi đến phòng của trưởng lão và khiêng Tissa ra. Những vị tăng khác cũng vào phủ Đức Phật khiêng trưởng lão Tissa. Họ đã khiêng Tissa đến nhà bếp tắm cho Tissa và giặt y. Sau khi tắm xong, thân của Tissa khỏe khoắn và tâm an tĩnh, Tissa phát triển thiền định. Đức Phật đọc bài kệ này và trưởng lão chứng quả A-la-hán liền ngay sau khi nhập Niết Bàn. Và thưa chấm dứt. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn Xích Rạng Đông. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ Giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài số 41. Á chí răng quá tá văn ca vô bá thá viêm á thí xét xá tí chút thô á bê tá huynh nhà nô ní rát thăng quá cá linh gá răng á chí răng quá tá văn ca vô bá thá viêm á thí xét xá tí chút thô á bê tá huynh nhà nô ní rát thăng quá ca linh gá răng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dày trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Bản dịch của Hòa Thượng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Một vị trưởng lão tên là Thê Rá Tiết Xá, Ngài siêng năng thiền định và có nhiều học trò, nhưng Ngài bị đau đớn phiền não vì một căn bệnh. Những mụn nhọt nổi lên khắp người của Ngài, và rồi những mụn nhọt đó lớn dần. Sau đó những mụn nhọt vỡ ra, toàn thân Ngài lở loét, y của Ngài dơ bẩn và hôi hám. Những vị đồng tu gọi Ngài là Phu Tí Gá Tá Tiết Xá, toàn thân hôi thối, họ đã bỏ rơi Ngài. Thậm chí những người học trò của Ngài bỏ rơi Ngài, không ai muốn đến gần Ngài. Đức Phật đã nhìn thấy tình trạng của Ngài, thấy rằng Ngài sắp chết, nhưng Ngài cũng sẽ đắc quả A-la-hán ngay sau đó. Do đó Đức Phật đã đến nhà bếp nơi trưởng lão Theratissa ở. Đức Phật nấu nước sôi rồi đi đến phòng của trưởng lão và khiêng Tissa ra. Những vị tăng khác cũng vào phụ.
Đức Phật khiêng trưởng lão Tiết Xá, họ đã khiêng Tiết Xá đến nhà bếp, tắm cho Tiết Xá và giặt y. Sau khi tắm xong, thân của Tiết Xá khỏe khoắn và tâm an tịnh. Tiết Xá phát triển thiền định. Đức Phật đọc bài kệ này và trưởng lão chứng quả A-la-hán liền ngay sau khi nhập diệt Niết Bàn. Và công nhân đã đọc bài xong, mến mời bàn tay của Xích Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn. Cảm ơn, dạ, cảm ơn Thích Đăng Đâm cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, hôm nay con thấy ít người đưa tay nên con đưa tay. Lỡ rồi con ôm luôn. Dạ, con xin phép được ôm câu 41. Dạ, Quỳnh Vát Tha Na. Cho bài học 41 từ Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn Quỳnh. A chi rằng qua ta rằng ca giờ ba tha quyền a thi sa ta chi chuột thơ a bê ta quỳnh nhà nơ ni đà thẳng qua ca linh ga rằng. A chi rằng qua ta rằng ca giờ ba tha quyền a thi sa ta chi chuột thơ a bê ta quỳnh nhà nơ ni đà thẳng qua ca linh ga rằng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như cây vô dụng. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con xin được kể. A chi răng qua ta dặn ca dơ bà tha quyên a thì sạt xa tình. Chùa thổ a bê ta quỳnh nhà nơ ni ra thăng qua ca linh ca răng. A chỉ răng qua ta văn ca dơ bà tha quyên a thì sạt xa tình. Chùa thổ a bê ta quỳnh nhà nơ ni ra thăng qua ca linh ca răng. Đặng Đông cho Nhật Quỳnh xin gia. Cảm ơn Đặng Đông. Dạ, con xin được đọc chương sự. Một vị trưởng lão tên là Thera Tích Xá. Ngài siêng năng thiền định và có nhiều học trò. Nhưng Ngài bị đớn đau phiền não vì một căn bệnh. Những mụn nhọt nổi lên khắp người của Ngài, và rồi những mụn nhọt đó lớn dần. Sau đó những mụn nhọt vỡ ra, toàn thân Ngài lở loét. Y của Ngài dơ bẩn và hôi hám. Những vị đồng tu gọi Ngài là Putiga Ta Tích Xá, toàn thân hôi thối. Họ đã bỏ rơi Ngài, thậm chí những người học trò của Ngài cũng bỏ rơi Ngài, không ai muốn đến gần Ngài. Đức Phật đã nhìn thấy tình trạng của Ngài, thấy rằng Ngài sắp chết, nhưng Ngài cũng sẽ đắc quả A-la-hán. Dạ, con xin sám hối, con bị rớt nét. Tự nhiên con té một cái đùng. Hai, Đặng Đông cho Nhật Quỳnh xin lại. Dạ, mời Đặng Đông cho Nhật Quỳnh xin lại cái âu duyên sự. Nhật Quỳnh.
Dạ, cảm ơn Rạng Đông. Đức Phật đã nhìn thấy tình trạng của Ngài, thấy rằng Ngài sắp chết, nhưng Ngài cũng sẽ đắc quả A-la-hán tháng ngay sau đó. Do đó, Đức Phật đã đến nhà bếp nơi trưởng lão Thera Tích Xá ở. Đức Phật nấu nước sôi rồi đi đến phòng của trưởng lão và khiêng Tích Xá ra. Những vị tăng khác cũng vào phụ Đức Phật khiêng trưởng lão Tích Xá. Họ đã khiêng Tích Xá đến nhà bếp, tắm cho Tích Xá và giặt y. Sau khi tắm xong, thân Tích Xá khỏe khoắn và tâm an tịnh, Tích Xá phát triển thiền định. Đức Phật đọc bài kệ này là trưởng lão chứng quả A-la-hán liền ngay sau khi nhập Niết Bàn. Dạ, duyên sự đến đây đã chấm hết. Con rất thích bài này. Con không có nhớ hết cái duyên sự, nhưng con luôn nhớ cái câu của Ngài Hòa Thượng Minh Châu: không bao lâu này sẽ trên đất bị vứt bỏ vô thức như cây vô dụng. Từ chỗ này, để cho con dễ tu tập, mỗi khi con có phiền não thì con nghĩ rồi mình sẽ chết, rồi mình sẽ tan ra. Như tại có một lần con đi được qua chỗ Miến Điện, con thấy được bộ xương của hoàng hậu Miến Điện ở trước trường thiền, nên cái câu này làm cho con nhớ lại khi con nhìn cái bộ xương đó, để nhắc mình lúc nào rồi mình cũng sẽ y như vậy thôi. Nên con rất thích câu này. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thủ mời xích tần đạo. Dạ, nam mô Bổn Thầy Giá, nam mô Tam Bảo Giá, nam mô Sở Thầy Giá. Con kính đảnh lễ tôn trọng linh hạnh đại đức tịnh đạo của chư tôn đức tăng. Kính lễ với cô Tam Bảo, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Rạng Đông và xích tần đạo cho biết thế hiểu rõ. Con xin kể câu phương pháp cố số 40. Đi xe đi sang dành tăng ca lý ra, lê đi ba ba nào lê đi nay, đi cha ba lê thì tăng chích tăng, ba đi yêu nay ta tu ca lê. Đi xô đi sang dành tăng ca lý ra, lê đi ba ba nào lê đi nay, đi cha ba ni thì tăng chích tăng, ba di vô năng tà tu ca rê. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà phi ác cho tự thân. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà phi ác cho tự thân. Đó là khổ thôi của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vào thời Đức Phật có một vị trang chủ vào đồng tinh. Một hôm Đức Phật quán thấy nhân duyên của vị trang chủ này gặp tai nạn và mệnh chung. Sáng hôm đó Đức Phật nhận đến tư gia của ông vị trang chủ đã cúng dường và nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi Đức Phật ra về, ông đi theo chuyển chân ngài một đổi xa. Trên đường quay về, vị trang chủ đã bị một mũi tên bắn lạc trúng thương mà chết. Các vị tỳ kheo nghe biết tin đó, đàm luận rằng nếu như hôm nay Đức Phật không đi đến tư gia của trang chủ ấy, thì ông ta chắc không chết. Đức Phật nghe những lời ấy, ngài đã phán dạy rằng cái chết của vị trang chủ và do nơi ác nghiệp quá khứ của ông ta, dù Như Lai không đến thì ông ta cũng chết. Rồi Đức Phật thuyết lên bài kệ trên. Dạ, cảm ơn chị Đặng Đông đã bóc bài ạ. Dạ, xin gửi mít lại cho Sức Kim ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 41. A chi rằng wa ta yang kha yo wa ta win a ti se sa ti chut
thu áp bê tắc huynh nhà nô ni rắc thăng Vá-kha-lí-ká-răng A-chí-răng vá-tá-yăng khá yô phá thá huynh A-thí-xét-xá-tí-chút thu áp bê tắc huynh nhà nô ni rắc thăng Vá-kha-lí-ká-răng Không bao lâu, thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chỉ đăng qua tài dân khá vô, phá tha huyên á, thì xén xa đi. Chuyện thủ á bê, tà huyên nhà nô, đi lên thân qua cả linh gà răng. A chi răng qua ta dân kha yô phá tha huyên a thì sinh ra thi chuẩn thô a bê ta huyên nha nô ni lan thăng qua kha linh ga la một vị trưởng lão tên là Thê Rá Thích Xá, ngài siêng năng thiền định và có nhiều học trò. Nhưng Ngài bị đớn đau phiền não vì một căn bệnh. Những mụn nhọt nổi lên khắp người của Ngài, và rồi những mụn nhọt đó lớn dần. Sau đó, những mụn nhọt vỡ ra. Toàn thân Ngài lở loét, y của Ngài dơ bẩn và hôi hám. Những vị đồng tu gọi Ngài là Phu-thít-cát-tát-thít-xá, toàn thân hôi thối. Họ đã bỏ rơi Ngài, thậm chí những người học trò của Ngài cũng bỏ rơi Ngài, không ai muốn đến gần Ngài. Đức Phật đã nhìn thấy tình trạng của Ngài, thấy rằng Ngài sắp chết, nhưng Ngài cũng sẽ đắc quả A-la-hán. Ngay sau đó, do đó Đức Phật đã đến nhà bếp, nơi trưởng lão Thê Rá Thích Xá ở. Đức Phật nấu nước sôi rồi đi đến phòng của trưởng lão và khiêng Thích Xá ra. Những vị tăng khác cũng vào phụ Đức Phật. Khi trưởng lão Thích Xá, họ đã khiêng Thích Xá đến nhà bếp tắm cho Thích Xá và giặt y. Sau khi tắm xong, thân của Thích Xá khỏe khoắn và tâm an tĩnh, Thích Xá phát triển thiền định. Đức Phật đọc bài kệ này và trưởng lão chứng quả A-la-hán liền ngay sau khi nhập Niết Bàn. Dạ, con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sa-thu lần thay tin nạn. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Kính đại lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ cho Đại Đức Tăng trong Đạo Tràng. Kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Con xin được kể kinh Pháp của số 43. Na-tang-ma-ta-pi-ta-ka-yi-ra An-ye-va-pi-cha-nya-ta-ka Sammāpanihitāṁ cittāṁ Sayyasunāṁ tato kare Nātāṁ mātā pitaka yīrā Anyevāpi cañātaka Sammāpanihitāṁ cittāṁ Sayyasunāṁ tato kare Nātāṁ mātā pitaka yīrā Anyevapichanyataka Sammapanihitang chitang Sayasunang tatokare. Điều mẹ cha, bà con không có thể làm được. Tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Điều mẹ cha, bà con không có thể làm được. Tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Lược xin đọc diễn sự. Trưởng lão Sōriya trước khi xuất gia có một quá khứ lạ lùng. Một lần nhìn thấy tướng hào đẹp đẽ của vị sa môn trên đường sanh khởi tạp niệm, nghĩ rằng nếu vị ấy là nữ nhân ắt sẽ cưới về. Không ngờ vị sa môn ấy chính là tôn giả Mahakacchayana, một bậc thánh vô lậu giải thoát. Quả chỗ tức thì nên biến thành thân nữ, tự thấy hổ thẹn vị ấy,
Vị này bỏ đi sang xứ lạ rồi lập gia đình, có hai người con. Sau này nhờ người bạn hướng dẫn đến sám hối với tôn giả Mahakacchayana, nhờ thế lại hoàn nguyên thân nam nhân như trước. Trước những chớ trêu trong đời, Soyeya xuất gia không bao lâu đắc đạo. Vài vị tỳ khưu biết chuyện hỏi rằng, đối với hai người con do vợ sanh và hai người con do chính Soriya sanh thì tình thương dành cho bên nào nhiều hơn? Ngài trả lời là không đặt bên nào cả. Câu chuyện mang đến trước Đức Phật. Đức Thiện Thể dạy rằng dù bà con có thân thích đến đâu cũng không sánh được với nội tâm hiền thiện. Dạ, xin hết. Dạ, mến mời xích đặt lề tiếp theo. Xích đặt lề cho số bao nhiêu ha? Dạ Nam Mô Bất Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ kính cảm ơn chị Đặng Đông để cho biết âm thanh rõ. Dạ hồi nãy có nghe Huynh Quá Thanh Lá nói là Tâm Phương phải đọc cái bài sản phẩm nào vậy? Ôn tập cứu tuần ngày Chủ Nhật. Dạ, dạ chưa thấy bài. Dạ bài nào vậy? Alo. Dạ alo. Chọn một câu từ câu 41 tới 43. Dạ. Dạ thôi để xin đọc cái câu gần đi, là câu 43 đi. Dạ nhưng mà không có bất kỳ dạ. Trưởng lão dạ trưởng lão Soraya trước khi xuất gia có một quá khứ lạ lùng. Một lần nhìn thấy tướng hạo đẹp đẽ của vị sa môn trên đường sanh khởi tập niệm, nghĩ rằng nếu vị ấy là nữ nhân ắt sẽ cưới về. Không ngờ vị sa môn ấy chính là tôn giả Mahakacchayana, một bậc thánh vô lậu giải thoát. Quả trổ tức thì nên biến thành thân nữ, tự thái hổ thẹn. Vị này bỏ đi sang xứ lạ rồi lập gia đình có hai người con. Sau này nhờ người bạn hướng dẫn đến sám hối với tôn giả Mahakacchayana, nhờ thế lại hoàn nguyên thân nam nhân như trước. Trước những cái trớ trêu trong đời, Soraya xuất gia không bao lâu đắc đạo. Vài vị tỳ khưu biết cái chuyện hỏi rằng đối với hai người con do vợ sanh và hai người con do chính Soraya sanh thì tình thương dành cho bên nào nhiều hơn? Ngài trả lời là không đặt bên nào cả. Câu chuyện mang đến Đức Phật Thiện Thệ dạy rằng dù bà con có thân thiết đến đâu cũng không sánh được với cái nội tâm hiền thiện. Dạ thưa hết. Dạ con xin nhường mic lại mời chị là kể. Dạ thưa không thấy cái bài kệ rồi chị. Dạ. Dạ alo. Dạ có rồi dạ. Dạ cho Tâm Phương đọc thêm cái bài kệ. Na tâm ma ta bi ta ca di ya an ye và bi cha na ta ca sam ma văn ni hi tăng chi tăng say giá so năng ta tô ca rê. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được, làm được tốt hơn. Và đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na ta ma ta bi ta ca ri yang a ni wa chi pi cha na ta ca sam ma pa ni hi tang chi tang say ya su na ta tu ca ri.
Na tăng ma ta bi ta ca ri yang na nhi ba bi cha na ta can sam ma pa hi tăng chi tăng say ya yo na ta to can ring. Điều mà cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt hơn. Dạ, đó là bản dịch của Ngài Thượng Thích Minh Châu. Dạ, kính mời vị kế tiếp ạ. Ôi, cha. Okay. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ. Dạ, từ mẫn con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và dạ, Đại Đức Tuệ Đức và Đại Đức Tịnh Đạt cùng quý chư Tôn Đức Tăng Ni trong Đạo Tràng. Dạ, kính chào anh, quý anh chị em hộ Pháp. Con xin đọc bài kệ số 42. Dạ. Dạ, chị Rạng Đông Hoan Hỷ cho xin cái bài 42. Dạ, để em kéo xuống. Dạ. Đi sổ đi sẵn dặn tặng cả di ra quê đi hòa bác na quê riêng mi cha ba ni hi tăng chích tăng ba bi vô năng ta tô ca rê. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đi sổ đi sang văn tăng ca di ra quê ri qua ba na quê ri năng mi cha ba ni tăng chinh tăng ba bi vô năng ta tô ca rê. Điệp sổ đi sang văn tăng ca di ra quê ri qua ba na quê ri năng mịt cha ba ni tăng chinh tăng ba bi vô năng ta tô ca rê. Định số đi sang dặn tăng ca di ra quê ri qua ba na quê ri năng mịt cha ba ni tăng chích tăng ba bi vô năng ta tô ca rê. Kẻ
thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Dạ, sau đây con xin đọc duyên sự. Vào thời Đức Phật, có một vị trang chủ giàu lòng tin. Một hôm, Đức Phật quán thấy nhân duyên của vị trang chủ này sẽ gặp lại tai nạn và mệnh chung. Sáng hôm đó, Đức Phật ngự đến tư gia của ông. Vị trang chủ đã cúng dường và nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi Đức Phật ra về, ông đã đi theo tiễn chân ngài một đổi xa. Trên đường quay về, vị trang chủ đã bị một mũi tên bắn lạc trúng thương mà chết. Các vị tỳ kheo nghe biết tin đó đã đàm luận rằng nếu như hôm nay Đức Phật không đi đến tư gia của vị trang chủ ấy thì ông ta chắc không chết. Đức Phật nghe những lời ấy, ngài đã phán dạy rằng cái chết của vị trang chủ là nó do nơi ác nghiệp quá khứ của ông ta. Dù Như Lai không đến thì cũng chết. Rồi Đức Phật thuyết lên bài kệ trên. Dạ, con đã làm, con đã kệ xong. Dạ, con thành kính tri ân đạo tràng và quý sư. Dạ, cảm ơn quý chư hộ pháp đã bót bài. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, chắc xích nhận hình có chiếc máy. Nên bà tên là chờ mở anh cái xích nhận hình dưới tay. Dạ, kính bạch với đại đức Tăng, kính bạch đại đức bà tên là xin miệng chân cho xích nhận hình nói đi. Xin mời xích nhận hình nhé. Dạ, xa thủ, kính cảm ơn Vinh Quá Thanh á. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, con nghĩ chắc giờ không còn vị nào đưa tay nữa, bạch sư. Dạ, con cung thỉnh đại đức, Tịnh Đạt, từ bi hoan hỷ đúc kết bài học ngày hôm nay. Hôm nay con thấy rất là đông những vị có những giọng kệ vàng, nhưng mà này ít người đưa tay, nên con cung thỉnh sư trở lại đạo tràng và rất là hoan hỷ. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Dạ, cảm ơn. Xin rằng đang qua con tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Dạ, xin lỗi Vinh Quang Thanh Á nha. Dạ, sa thú lành thai. Quý vị có nghe được âm thanh rõ không ạ? Dạ, dạ cảm ơn cô Rạng Đông. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Rất là hoan hỷ, Tịnh Đạt cũng ít khi nào được lắng nghe quý vị kệ kinh. Các lần tham gia cái diễn đàn thì chắc không riêng về Tịnh Đạt, đa phần các vị giảng sư thì sẽ vào room giờ bắt đầu khoảng 10 phút, cho nên cái khoảng thời gian mà các vị ôn bài thì lại rất ít khi nghe các ôn bài, đọc bài. Và phải nói rằng cái buổi ôn tập cuối tuần này á, ôn tập cuối tuần chủ nhật mà chúng ta tình cờ, tại vì không có đầy đủ các vị giảng sư cho 7 ngày trong tuần thì tình cờ chúng ta có cái buổi ôn tập tuần. Nếu mà nói cho nó vui chút thì là đây là cái buổi học câu giờ để cho chờ đợi một vị giảng sư đảm nhiệm. Tuy vậy nhưng mà phải nói rằng các vị tham gia rất là nhiệt tình, rất là đông đủ, mà hình như là còn có khi đông đủ hơn những cái giờ học bài học chính thức. Có thể rằng
qua cái bài ôn tập cuối tuần này đó, Tịnh Đạt có cơ hội để mà lắng nghe các quý vị đọc bài rất là rõ, rất là nhiều. Đặc biệt là có nhiều cái thời gian chẳng những ôn bài mà quý vị còn đọc bài, đọc lại cái tích truyện duyên sự. Và qua đó thì Tịnh Đạt nghe, tại vì Tịnh Đạt cũng ít có tiếp xúc các vị trên đây, cũng không biết rõ, nhưng mà nghe cái văn kệ, cái âm thanh của quý vị, Tịnh Đạt rất là hoan hỷ. Có nhiều vị đọc cái âm thanh giống như là những cái vị mà phát ngôn viên ở trên những cái trên đài TV thời sự hay là báo thông báo, những cái âm thanh rất là hay, ngữ điệu rất là hay. Thì thưa quý vị rằng đó là một cái điều mà Tịnh Đạt rất là hoan hỷ qua cái lớp học chúng ta nói rằng ôn tập cuối tuần này. Và Tịnh Đạt thiết nghĩ rằng tất cả quý vị chúng ta vào ở trong buổi học ôn tập cuối tuần hoặc là những cái buổi học chính thức ở các ngày khác hoặc là Phật pháp khác, chúng ta không phải vì tò mò, chúng ta không phải vì rảnh rỗi cái thời gian mà chúng ta vào đây. Và Tịnh Đạt nghĩ rằng cũng không phải vì cái lý do nào khác, mà chỉ rằng chúng ta để ra một cái thiện sự lắng nghe cái lời giảng dạy của các vị giảng sư, chúng ta đọc lại, ôn tập lại những cái lời dạy của Đức Phật được ghi chép. Cho nên cái điều đó thì tại vì chúng ta bây giờ mỗi người là nơi và chỉ thông qua điện lưới internet và thông qua chiếc máy tính hoặc là cái chiếc điện thoại để mà chúng ta lắng nghe lẫn, chúng ta không thấy lẫn nhau, chúng ta không quan sát được nhau. Nhưng mà Đạt nghĩ rằng chúng ta sẽ có cái sự chú ý trong khi diễn ra cái buổi học. Cái điều đó nó quan trọng hơn là cái số lượng người tham gia ở trong một cái diễn đàn. Đương nhiên thì khi mà diễn đàn mà chúng ta có nhiều người tham gia đó thì chứng tỏ rằng là cái diễn đàn đó có cái sự tổ chức rất là tốt, có cái sự chuẩn bị rất là tốt từ các cái vị giảng sư, từ các cái vị điều họp, từ các cái vị có cái phần sự ở trong cái diễn đàn đó. Nhưng mà mỗi người khi mà vào diễn đàn đều có cái tâm vào đây để mà học hỏi, để mà lắng nghe, để mà tìm được một cái chia sẻ nào đó đối với chúng ta trong cái cuộc sống này. Tại vì mỗi người á, thì mỗi cái tâm khác nhau, mỗi có một cái phương pháp hợp. Sư rất là ý tiết chúng ta rút á, không được hay như vậy, không được rành mạch như vậy, nhưng mà chúng ta lại có cảm tình thì đó là cái duyên cái nhận tâm. Cho nên chúng ta cứ tham gia các cái diễn đàn, cố gắng tích cực. Và một cái điều lưu ý đó là khi mà tham gia như vậy thì chúng ta hãy cố gắng để mà dành ra cái thời gian quý báu này học, lắng nghe, chứ không phải là chúng ta chỉ tham gia với cái sự mà chỉ có mặt. Như vậy thì cái việc chúng ta tham gia nó ít có cái, chúng ta tốn thời gian, tốn công sức, nhưng mà ít có gặt lại cái lợi ích. Thì qua cái bài học ngày hôm nay, qua ba câu kệ ngôn pháp cú số 41, 42 và 43 đó, thưa quý vị,
Thật ra câu nào cũng rất là hay. Và hay ở đây Tịnh Đạt nói cho quý vị chúng ta có đồng ý với Tịnh Đạt rằng mỗi một cái câu pháp cú ở trong những cái bài học khác nhau đó, chúng ta sẽ thấy một cái hay riêng. Và cái vị nào từng trải cái sự đời đó, từng trải cuộc đời đó, hoặc là từng có nhiều cái kinh nghiệm ở trong cái cuộc đời đó, chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm, chúng ta sẽ thấy hay ở khía cạnh sâu sắc hơn. Bởi vì đây là kinh nghiệm, sự kinh nghiệm qua cái sự thật, việc thật, từng cá nhân, từng, và Đức Phật Ngài đúc kết lại Ngài sắp tấn. Quý vị nên nhớ rằng đây là những câu kệ ngôn pháp cú được đúc kết lại qua cái lời sắp tấn của một vị cho nên chúng ta học ngữ những lời kinh nghiệm quý báu của những bậc tiền nhân của ông bà cha nó cũng ở cái mức tương đối. Mẹ hay là các bậc tiền nhân nói chung lại cũng là những cái vị còn phàm phu, nhưng riêng cái lời đúc kết kinh nghiệm của một vị chánh đẳng chánh giác thì thưa quý vị rằng chúng ta càng ôn tập càng học hỏi, chúng ta càng thấm thiết nó là chắc. Cho nên tại vì sao mà diễn đàn cứu kinh, cái bộ kinh pháp cứu đi giảng lại cả hơn năm nay rồi, hết từ đầu tới cuối lại tiếp tục lại giảng nữa, không phải là không còn một, nhưng mà với cái bộ kinh pháp cú và chúng ta có thể sử dụng giống như lời sách tấn này là những cái câu mốt mà chúng ta học bị tức như khúc cây vô dụng. Một ngày ta đối diện với những đau thương hữu xử lý như thế nào, bị bối rối, chúng ta nhớ trực lại cái câu quý vị rằng tâm của chúng ta lập tức thấy được yên ổn, được quân được học. Thì để nói thêm thì chúng ta có sự trong cái việc mà ôn thì rất là tham gia rất là đông đảo, và quý vị tham gia ôn tập rất là nhiệt tình, và bên cạnh đó có nhiều cái dòng ôn tập rất là hoan hỷ, rất là tốt, rất là đẹp. Tịnh Đạt mong muốn rằng thời gian sắp tới về nghe nhiều vị ôn tập, nghe nhiều cái chất giọng hay như thế này nữa. Chúng ta cũng đã trải qua cái thời gian ôn tập, và bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi ôn tập cuối tuần ngày hôm nay. Và Chủ nhật tuần sau thì nếu không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập qua cái phẩm mới là phẩm hối vì phẩm là phẩm thứ tư, thì chúng ta ôn tập liên quan đến ba cái câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là 500 vị tỳ khưu đàm luận về địa này, thì có hai câu kệ ngôn cú số 40. Thứ hai chuyện tiếp bào ảnh 47 46, và câu chuyện tích quý đô hóa liên quan đến câu số 47. Như vậy chúng ta ôn tổng cộng là ba câu chuyện, nhưng mà gồm tới bốn câu kệ ngôn pháp cú là câu số 44 45 46 và 47. Và xin các vị ở trong cô Nhật Quỳnh, cô Rạng Đông, quý cô ghi nhớ chú ý để thông báo cho ngày hôm sau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học ôn tập ngày hôm nay. Phần phước to lớn chúng ta cùng nhau tạo
xin được chia phước đến toàn thể kính dân đến chư tăng, chia phước đến toàn thể chư thiên và toàn thể quý vị, nhất là ở trong cái mùa dịch Covid này có nhiều rất là nhiều cái khó khăn và hạn chế. Mong rằng tâm của tất cả chúng ta được sự bình an, được sự an lạc, mặc dù là trong cái hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà mong rằng là tâm của những người con Phật, những người có cái sự học hỏi giáo pháp thì chúng ta có cái biết cách điều phục để mà khắc chế được sự không có bị lo âu trước những cái đại dịch, những cái khó khăn ở trong cái thời buổi này. Và một lần nữa xin được kính chúc tăng toàn thể quý vị tính thịnh kính chư tăng và toàn thể quý vị, chúng ta kết thúc buổi học. Mô Bụt Tha Giá, thú lành thai. Dạ mời.